Chào mọi người, clip này CNTV Shop sẽ giới thiệu đến mọi người mã suýt là C3650 24TS-E. Đây là mã suýt đi kèm với cái license là IP Service, có nghĩa là license cao cấp nhất trong dòng 3650 của Cisco. License này nó full tính năng Layer 3, đây cũng có cái giao thức như là OFDS, IRGAP hay là BGP, giao thức Layer 3 giao thức trực tuyến. Thì mở suýt ra chúng ta thấy có một cái Black Mountain bao gồm ốc tít và cái mao tít và cái khung nhựa để bắt cái dây nguồn này. Và đi kèm theo, tất cả đi kèm theo suýt này sẽ là nguồn, có cả cái đặc suýt một dụng Cisco đi kèm theo bao giờ cũng là không phải nguồn. Và mọi người chú ý cái nguồn đi kèm theo đây là PWRC2 250W AC. Thì các cái dòng suýt 3650 của Cisco nguồn AC sẽ có 4 loại. Một loại là 250W, một loại là 640W, một loại là 715W hoặc là một loại là 1400W. Thì những cái dòng, những cái mã suýt mà không phải là PoE thì chỉ có cái mức công suất nguồn là 250W. Thì mọi người chú ý điều này để khi mà cần mua một cái nguồn dự phòng cho nó thì chúng ta chỉ cần mua cái nguồn 250W là ok, không phải mua cái nguồn 640W hoặc là 715W. Sau của chip chúng ta sẽ thấy là có mỗi cổng console RJ45 cổng console. Cổng này dùng để cắm cái dây console để cấu hình cho switch. Và một cổng quản trị MGMT. Thì cổng quản trị này để làm gì? Để khi mà các bạn cần một VLAN quản trị riêng biệt tách hẳn với các cái VLAN khác, cũng như tách hẳn với cái traffic quản trị tách hẳn với các traffic khác trong mạng, thì bạn tạo ra một cái mạng LAN riêng để quản trị, và khi đấy thì sẽ tác cái cổng này vào cái VLAN đấy. Có 3 module quạt, các module quạt của switch đều có thể tháo rời ra được. Cái này rất thuận tiện cho việc thay thế khi mà có module quạt của switch bị có vấn đề của lỗi. Và hai, các bạn sẽ thấy hai cái khe, hai slot này để dùng cắm cả stack. Thì dòng 3650 nó khác với dòng 3850 ở chỗ là đối với 3850 ấy thì cả stack được tích hợp sẵn, nhưng 3650 thì cả stack không được tích hợp sẵn mà phải mua rồi. Thì khi chúng ta cần mua card stack thì sẽ phải mua cái mã là C3650 stack kit. Đây cái mã này các bạn nhé, C3650 stack kit. Đấy, phải mua cái mã này để cắm stack này lại với nhau. Và trong cái card stack này, hộp rất to nhưng mà nó sẽ có hai module card, cái bé này thôi, hai module card stack. Đây là hai module card stack. Thì khi mua về thì sẽ remove hai cái slot cover này, cái này hai cái bằng 5mm slot cover sẽ cắm vào hai lỗ vị trí này. Trong module card stack sẽ có một cái dây đi kèm theo cả stack là một dây card stack. Card stack này chỉ là 50cm thôi các bạn nhé. Nếu cần kết nối dài hơn như là 1m, 1m rưỡi thì cái card stack sẽ phải coi đời riêng. Đi kèm theo, nên nhớ đi kèm theo hộp card stack chỉ có là module card stack 50cm và một cái tool. Cái tool này là cái vít 5 sao 5 cạnh để mở hai cái slot cover ra. Cái module stack này sẽ cung cấp cho cái việc stacking bandwidth sẽ là 160 Gbps, rất là mạnh để làm cái băng thông stack cho giữa các switch với nhau. Chúng ta đi qua để xem mặt trước switch. Mặt trước của switch thì chúng ta sẽ thấy là có một nút đen đen này là nút restart switch này và reset switch về factory default, rất là cấu hình default, cấu hình factory. Một cổng console mini USB. Thì cái cổng console mini USB này sẽ nối với các cái dây console chuẩn là mini USB ở đây. Cổng USB bình thường thì chúng ta sẽ thấy là
suýt này giờ rất là hay, có đều vô cổng có số phía trước của phía sau, nó tiện thì dụng cho cái việc là người quản trị có thể cắm cổng con số ở phía trước mặt của suýt hoặc phía sau đều ok, không phải mất công khi mà suýt đã mau để rách thì không phải mất công chạy ra trước hoặc là chạy ra sau. 24 cổng mà vì suýt này là suýt layer 3 mà cái bản iOS đi theo kèm theo suýt là bản IP service, tức là bản cao cấp nhất, bản full layer 3, full future set của layer 3 rồi. Thế nên tất cả các cổng mà trong tất cả 24 cổng giao diện đầu này thì các bạn có thể cấu hình routing này, cấu hình sub interface routing trên đấy này, và cấu hình trunking này, Ethernet trunking này, group này, các cái tính năng layer 2, layer 3 đều ok hết. Và các cái cổng này chúng ta sẽ nối đến các cái access switch hoặc là distribution switch hoặc là các cái server chạy ở các ứng dụng đều ok. Và 4 cổng uplink 1 gig quang, 4 cổng uplink 1 gig quang thì các cổng uplink 1 gig quang này sẽ dùng để nối là cắm các cái module quang multi mode như là module quang Cisco như là GLC Edit MMD hoặc module quang single mode như là GLC LH SMD. Thì module quang single mode của Cisco sẽ có mấy loại khoảng cách như là 10 km, 40 km là một, hoặc là module quang GLC ZXSMD và GLC EXSMD là 40 km. Thì tùy theo cái yêu cầu về kết nối quang, khoảng cách và hạ tầng các quang, chúng ta sẽ chọn cái module quang cho nó phù hợp. Các bạn cũng lưu ý là đối với 4 slot cắm module quang này thì chúng ta có thể cắm các module quang single mode, multi mode với các khoảng cách khác nhau trên cùng 4 slot đấy đều ok. Hoặc chúng ta cũng có thể dùng các cái module cắm các cái module quang GLC chữ T hoặc chữ T E Cisco để tăng thêm các cái kết nối, càng tăng thêm cái cổng kết nối giờ gì muốn nhằm vào. Thì cấu hình phần cứng của và performance của switch là switch có 4 GB 2 GB flash, tốc độ chuyển mạch của switch là 92 Gbps, còn forwarding rate sẽ là 41.66 Mbps. Thì mình vừa mới giới thiệu qua mã switch C3650-24TS-E. Các bạn nếu thấy clip có ích đối với các bạn hãy like, share và làm subscriber của kênh để nhận thêm các thông tin về rất nhiều các mã thiết bị mạng cũng như là server khác của CNET Shop. Cảm ơn và hẹn gặp lại.